có một món quà tặng Mai Hương. Mai Hương ước có món quà gì? Hãy đặt tay lên và nói úm ba la hồ biến. Úm ba la hồ biến. Bùm. Wow. Đúng, Mai Hương biết đây là món quà gì? Món quà bác sĩ. Ồ, Mai Hương có biết có những món đồ gì đây không? Đây là lòng kim chiết nè. Đó là con cá nè. Không, cái con cá này là cái đo nhiệt độ đấy. Để mình kẹp vào nách để mà đo xem là mình có bị sốt không đấy. Đo nhiệt độ nè, đồ bị kẹp chân nè. Cái đồ này không phải là đồ kẹp chân, mà đây là đồ chụp x-quang đấy. Để nếu mà mình bị gãy xương nè, là mình sẽ phải chụp để mình biết là mình có bị gãy không. Còn đây là cái gì? Lấy túi. Đây là cái hộp đựng dụng cụ y tế đấy, giống cái hộp của mình nè. Rồi, còn đây cái gì? Cái kéo. Còn đây cái gì? Đồng hồ. Đồng hồ, đây là đồng hồ đo huyết áp. Rồi, tiếp. Mai em có biết cái gì đây không? Mắt kính. Đúng rồi, mắt kính của ai nhỉ? Mắt kính cho bác sĩ. Ồ, còn đây là cái gì? Tờ xem rửa tay. À, đúng rồi, Mai Hương giỏi quá. Mai Hương có biết đây là cái gì không? Đồ khám bệnh. Ờ, đây là cái tai nghe của bác sĩ đấy. Bác sĩ dùng tai nghe để làm gì nhỉ? Để khám bệnh. Ờ, bác sĩ để vào đâu để khám bệnh nhỉ? Để khám lên người. Đúng rồi, bác sĩ để lên ngực nè, lên lưng để khám xem mình có bị viêm phổi không nha. Rồi bác sĩ bỏ vào hai cái này, bác sĩ bỏ vào đâu nhỉ? Hai cái nút này bác sĩ bỏ vào đâu? Bỏ xong rồi bỏ gắn vô. Bác sĩ, hai cái nút này bác sĩ bỏ vào tai của bác sĩ để bác sĩ nghe nè, đúng không? Ừ. Ô, còn cái gì đây? Cái được tôi bỏ vô này. À, đây là cái kéo gấp bông nè. Còn đây là cái gì? Tôi bỏ con rồi bỏ gấp bông. Đúng rồi, cái này là đồ bỏ gấp bông vào. Rồi người ta bác sĩ dùng kéo này để gấp bông, để bác sĩ xoa lên cái vết để bác sĩ cái tay để bác sĩ chuẩn bị chích mình đó. Còn đây là cái gì? Mai Hương không biết đúng không? Đây là cái để bác sĩ ghi đơn thuốc, kê toa đơn thuốc cho mình đấy. Sao mà cái bộ đồ này? Còn cái gì Mai Hương chưa biết nhỉ? Cái gì đây? Cái ly nè. Còn cái gì đây? Cái thuốc. Cái hộp đựng thuốc, đúng rồi. Rồi, Mai Hương có nhiều đồ quá. Thế Mai Hương có muốn làm bác sĩ không? Có. Khi nào lớn lên Mai Hương nhớ học giỏi để làm bác sĩ nhá. Không. Ủa sao vậy? Không vậy. Mình đang bay đi mà. Bay mới ra. Khoan đã để mẹ hỏi này. Thế trong các món đồ này Mai Hương thích món đồ nào nhất? Cái này. Thế bây giờ Mai Hương mới nói cho mẹ xem nha. Bây giờ Mai Hương nói cho đúng thì là mẹ sẽ thưởng cho Mai Hương được mở đồ. Bây giờ Mai Hương có biết các màu của các dụng cụ này không? Thế Mai Hương có biết cái ly màu gì không? Màu xanh, lá cây. Đúng rồi, thế cái hộp thuốc ở đâu? Màu xanh dương. Hộp thuốc ở đâu? Ở đây. Đúng rồi, hộp thuốc màu gì chỉ vào? Màu xanh dương. Rồi, cái chụp x quang ở đâu? Ở đây. Chụp x quang màu gì? Màu cam. Cái túi thuốc ở đâu? Cái hộp đựng thuốc ở đâu? Đây. Hộp đựng thuốc màu gì? Màu cam. Cái kéo đâu? Đây. Cái kéo màu gì? Màu hồng. Và màu gì nữa? Hả? Cái kéo màu hồng và màu gì nữa? Cái này hả? Không, cái kéo này nè, có màu gì nhỉ? Màu vàng. Đúng rồi, màu vàng ở đâu chỉ vào? Ở đây. Rồi, còn cái đồng hồ ở đâu? Ở đây. Đồng hồ màu gì? Màu vàng. Cái đo nhiệt độ ở đâu? Ở đây. Đo nhiệt độ màu gì? Màu xanh dương. Hình gì? Hình con cá. Cái bơm kim tiêm ở đâu? Bơm kim tiêm ở đây. Bơm kim tiêm màu gì? Màu vàng. Đúng rồi, giỏi quá. Còn bên này cái mắt kính ở đâu? Ở đây. Mắt kính màu gì? Màu cam. Mắt kính của ai? Của con. Của ai nhỉ? Của bác sĩ. Đúng rồi. Mắt kính của bác sĩ để bác sĩ làm gì? Để đeo vô khám bệnh. Sao phải đeo
để làm gì nhỉ? Để chích. Để nhìn cho. Để nhìn cho. Rõ. Rõ. À, để nhìn cho rõ nha. Bắt mắt kính để bác sĩ đeo vô để làm gì? Để tôi rõ. À, để nhìn cho rõ. Rồi cái soi lỗ tai ở đâu? Ở tay. Màu gì? Màu xanh lỗ tai. Đúng rồi, giỏi quá. Còn cái tai nghe của bác sĩ ở đâu? Ở đây. Cái tai nghe có hình gì? Màu hồng, màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu vàng. Ờ, cái tên màu đỏ của cái tai nghe của bác sĩ là có hình gì? Có hình khám bệnh. Không, cái màu đỏ ở nơi chỗ tai nghe có cái hình gì nhỉ? Hình trái cây. Đúng rồi, giỏi quá. Tai nghe là có cái hình trái tim để nghe tim phổi nhá. Thế còn cái khay đựng bông ở đâu? Cái khay đựng bông ở đâu? Đây. Đúng rồi, cái khay đựng bông màu gì? Màu hồng. Đúng rồi, còn cái kéo gấp bông ở đâu? Ở đây. Cái kéo gấp bông màu gì? Màu xanh, màu hồng. Xanh gì? Xanh lá cây. Xanh lá cây ở đâu? Ở đây. À, màu hồng ở đâu? Màu lây. Rồi, à thế cái dây của cái dây của cái tai nghe màu gì? Màu tím. Đúng rồi, ở đâu? Ở đây. Màu tím ở đâu? Ở đây. Đúng rồi, thế còn cái toa của bác sĩ ở đâu? Ở đây. Cái toa đơn thuốc mà. Cái để bác sĩ viết đơn thuốc á. Đây. Đúng rồi, cái toa màu gì? Màu xanh. Xanh gì? Xanh dương. Đúng rồi, giỏi quá. Hoan hô nào. Yeah, Mai Hương giỏi quá. Yeah, mà. Yeah. Rồi, Mai Hương tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.